Hôm nay Kha Vương xin giới thiệu đến anh chị em hai cái ấn rồng để Kha Vương coi. À, đúng cửu long luôn. Hai cái ấn rồng. Mỗi cái ấn này nó có 9 con rồng gọi là ấn cửu long nha. À, hai cái ấn rồng rất là đẹp. Cái ấn rồng này thì chiều cao là khoảng hơn 14 cm và chiều dài dài và rộng là hơn 9 cm. Mỗi cái ấn này là nặng 1,9 kg. À đây, và Kha Vương quay chi tiết về cái ấn này. Kha Vương quay chi tiết rõ nét. Nói chung ấn rất là đẹp, sắc nét chi tiết. Chất liệu bằng đá, mà đá gì thì Kha Vương không có biết. Đó là Kha Vương nói rõ. Đây là cái ấn rồng màu vàng này, rất là đẹp. Và giá của mỗi cái ấn này chỉ có 1.500.000 đồng và cộng tiền cước. 1.500.000 đồng và cộng tiền cước. Với những đơn hàng giá trị như thế này thì tất nhiên là Kha Vương phải nhận cọc rồi. Tránh trường hợp anh chị em đặt hàng cho vui trả về, tội nghiệp Kha Vương. Cái nhận cọc ở đây á là anh chị em phải hiểu như thế này nè. Cái nhận cọc nó chỉ mang cái hình thức để mà anh chị em chịu trách nhiệm với sản phẩm mà anh chị em đã đặt hàng và đã mua. Và nói thật với anh chị em là ở đây Kha Vương là một người kinh doanh và Kha Vương là người làm hàng sĩ. Kha Vương biết tâm lý của anh chị em, đặt cọc cho mày 100 ngàn, 200 ngàn, rồi mày có gửi hàng hay không? Kha Vương hiểu tâm lý của anh chị em. Nhưng anh chị em cũng phải hiểu cho Kha Vương một điều. Kha Vương bán hàng mấy năm nay rồi và Kha Vương chỉ làm hàng sĩ chứ không phải là hàng lẻ nữa. Vì vậy mong anh chị em hiểu, cái 100 ngàn của anh chị em thì nó không thể mua được danh dự và uy tín của một con người như Kha Vương. Đó là nói thật, vấn đề nó là như vậy. Có những trường hợp người ta lừa đảo, lừa gạt, trang cá nhân của người ta không có rõ ràng, người ta không có công khai chi tiết số điện thoại làm ăn, hoặc là người ta chỉ mới làm ăn thôi, nó khác. Còn ở đây Kha Vương làm ăn trên Facebook là mấy năm nay rồi, nó lâu lắm rồi. Và tên tuổi của Kha Vương thì cũng có một chút danh tiếng trên cộng đồng mạng, cũng như là anh em trong giới kinh doanh có một số người cũng biết tới Kha Vương. Thì Kha Vương nói như vậy là không phải một sự khoe khoang hay một sự phô trương hay một sự hơn thua gì hết. Mà Kha Vương nói như vậy để cho anh chị em hiểu rằng những sản phẩm giá trị, đối với Kha Vương những sản phẩm mà trên 1 triệu là những sản phẩm giá trị, thì Kha Vương mong rằng anh chị em tin tưởng thì hãy đặt cọc cho Kha Vương 100 ngàn thôi. Đó là những vị khách mới. Còn với những vị khách quen uy tín thì Kha Vương vẫn sale day bình thường chứ không có sao hết nha. Đó là Kha Vương nói một câu chân thành. Và Kha Vương chỉ mong một điều là mong anh chị em hiểu và thông cảm cho Kha Vương tại sao phải nhận cọc. Nó là như vậy. Bởi vì Kha Vương gửi hàng về, gửi hàng đi, có những to hàng người ta đặt cọc người ta cũng trả về là chuyện bình thường, chứ đừng nói là không đặt cọc. Kha Vương cảm ơn và Kha Vương mong rằng anh chị em sẽ hiểu cho nỗi khổ của một người kinh doanh chân chính như Kha Vương. Kha Vương cảm ơn nhiều và Kha Vương chúc anh chị em luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc và thành công trong công việc. Mong rằng anh chị em hãy đến với kênh YouTube Đồ Xưa Đồ Cổ Kha Vương để xem thêm nhiều sản phẩm đặc lạ và đẹp. Kha Vương cảm ơn.